Chào mừng các bạn đến với blog ruo.com. Trong thời gian qua thì tôi có một số cái công việc bận cho nên là không có làm video được. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục làm video về ruo. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái form Isaac với ruo 7. Thì trên màn hình các bạn thấy là một cái web form. Khi mà tôi submit thì sau khi submit thành công, nó sẽ hiện một cái thông báo bằng pop-up như thế này. Thì các bạn thấy là nó đang submit bằng Isaac. Đấy. Còn nếu mà có lỗi thì nó sẽ báo lỗi ở trên đây. Trong đây thì tôi có sử dụng một cái JavaScript, đó là một cái library JavaScript, đó là bpopup. Thì cái này các bạn có thể vào Google và search, và đây là đường link. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tạo cái form này ha. Như các bạn thấy trên màn hình thì đây là một cái web form. Trước đây tôi đã có một cái video hướng dẫn về tạo web form. Thì đây là một web form mà tôi chưa có xử lý, tôi chưa có làm Isaac gì hết. Nó vẫn submit bình thường. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm cái Isaac cho nó. Thì đầu tiên ta sẽ vào phần source code của chúng ta và vào site on module. Ở đây thì tôi có chia ra làm hai, đó là những module nào mà tôi download về thì tôi sẽ để trong community, và những module nào tôi làm, tôi viết thì sẽ để trong custom. Ở đây tôi sẽ tạo một cái thư mục, đó là my contact. Thì tôi sẽ đặt tên cho cái module của tôi là my contact. Ở trong một cái module thì nó sẽ có hai file cơ bản, đó là file khai báo cho một cái module là module info. Và một file đó là file module. Bây giờ ta sẽ khai báo cho một cái module, thì ta sẽ mở file module.info lên và khai báo cho một cái module là module name là MyContact description bằng. Và co là module này nó sẽ chạy trên Ruo máy, thì ở đây tôi sẽ để là Ruo 7. Và version của module là version 7.x0.1. Bucket thì
nó sẽ là bucket block dual đi. Thì sau khi tạo xong file info thì các bạn sẽ vào phần module ở trong admin. Ta sẽ thấy đó là cái bucket block Drupal. Đây thì nó sẽ có module là my contact ta mới vừa tạo. Thì bây giờ ta sẽ enable cái module này lên. Như nó chạy hơi lâu. Sao các bạn khúc này các bạn có thể tua qua cho nó chạy nhanh ha. Sau khi cài xong thì tiếp theo ta sẽ vào cái form của chúng ta. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái hook nữa, đó là hook form enter. Thì trong hook form enter này nó sẽ xử lý cái form khi mà cái form được render ra. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết cho cái module này, đó là ta sẽ mở cái module lên lên file mycontact.module lên và ta sẽ sử dụng hook form enter là my contact form. Đây là form ID. Thì form ID này các bạn có thể tìm ở trong cái một cái form expect nó lên, và ta sẽ có một cái form element là form ID, nó là type bằng hidden và nó có ID là web form client form 5. Ta sẽ copy cái ID này vào trong cái hook của chúng ta. Hook form form ID enter. Và sau khi ta đã tạo cái hàm này xong thì ta có kiểm tra xem nó có chạy vào cái hàm của chúng ta không. Kumo form các bạn nhớ là khi mà ta implement một cái hook gì đó thì ta nên ta phải xóa xóa liquid lại nhé. Ở đây tôi bỏ cái nén file JavaScript. Sau khi click kết xong, ta sẽ refresh lại cái trang này và nó đã chạy vào cái hàm enter rồi. Ở đây trong cái form thì ta có thể xem được là một số cái field, đó là name, email, subject và message. Thì tương ứng đây là những cái field action, submit. Trong cái hàm enter này thì ta có thể làm gì? Thì ở đây tôi sẽ
bao bao cái form này lại bằng một cái div có ID là ở đây tôi sẽ bao cái form này lại bằng một cái div. Thì ta sẽ làm như thế nào? Ta sẽ sử dụng cái prefix form prefix bằng div ID bằng web form my contact wrapper và suffix sẽ là suy đi, tức là ở phía trước cái form nó sẽ thêm một cái chuỗi đi vào và phía sau cái form nó thêm một cái chuỗi đi vào, thì ta sẽ có một cái div bao quanh cái form. Ta sẽ inspect lên xem đây. Ta đã bao quanh được cái form một cái div. Tiếp theo là ta sẽ add cái Ajax cho cái ta sẽ add Ajax cho cái nút submit này. Nhưng mà trước tiên thì ta nên đặt cho nó một cái ID cố định để cho nó không trùng với những cái ID của cái nút khác. Thì ta sẽ có form action. Ở đây các bạn thấy là cái nút này nó sẽ nằm trong một cái array, đó là action và submit. Ta có thể copy cái chỗ này ra cho nó nhanh. Submit. ID bằng submit Isaac. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta làm Isaac thì nếu mà cái nút submit mà nó bị trùng ID với những cái nút khác ở trên trang thì nó có thể nó sẽ không chạy. Nên chúng ta sẽ đặt cho nó một cái ID cố định. Tiếp theo ta sẽ add Ajax cho nút submit. Ajax convert ở đây. Tôi sẽ để tôi viết xong thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn, tôi sẽ giải thích cho các bạn. Ở đây wrapper thì nó sẽ lấy cái div mà chúng ta tạo.
Rồi, tôi sẽ giải thích cho các bạn một số các dòng code này. Thì ở đây ta sẽ đây là cách ta sẽ add một cái Isaac vào một cái button hay một cái nút hay là một cái link gì đó. Thì ta sẽ có một cái array, đó là thằng Isaac. Nó sẽ là một cái array. Thì trong array này nó sẽ gồm có là callback. Callback tức là cái hàm mà Isaac này sẽ gọi. Ở đây ta sẽ tạo một cái hàm Isaac callback. Thì sau khi bấm nút submit, nó sẽ chạy vào cái hàm này. Nó sẽ submit và nó chạy cái hàm này. Wrapper là cái div mà nó sẽ relay vào. Tức là khi mà submit xong thì ta sẽ trả về một cái gì đó, thì nó sẽ replay vào cái wrapper ở trong cái khi mà ta sử dụng cái method là relay. Ở đây nó có một vài cái method các bạn có thể sử dụng Google. Đây thì nó có một số cái hướng dẫn. Đây là callback. Đây là Isaac method thì nó có là relay with append, prepend, before, after, progress. Progress là cái loading. Vâng, các bạn có thể vào trong đây để xem thêm. Ở đây tôi sẽ sử dụng là replay. Thì ta sẽ vào trong cái form xem nó chạy chưa. Các bạn thấy là nó đã có cái Isaac rồi. Tiếp theo ta sẽ xử lý trong cái phần cái hàm callback của chúng ta. Đó là if mà form get nếu mà cái form này có lỗi thì ta sẽ return về cái form này. Là nó đã thông báo lỗi ở ngay phía trên của cái form. Thì ở đây ta sẽ thêm cái thư viện Bebop vào. Thì ở đây tôi sẽ download nó về và save nó lại. Server rip. Đây là file
sale. Và tôi sẽ tạo ra đây một cái file CSS. Có lẽ là ta sẽ cần sale. Sau đó thì ta sẽ include cái file service vào bbop. Ta sẽ include cái file bbop vào Google SCS. Google Getpath này nó sẽ lấy cái đường dẫn thư mục tới cái module của chúng ta, thì chấm với lại tên file. Ở đây là cái option, trong đây ta sẽ có là tên là file. Và ở trong đây thì ta sẽ tạo ra một cái div để chứa cái thông báo của chúng ta pop như mới nãy. Thì đây là ta sẽ sử dụng form API. Đây là message. Array. Ta sẽ có một cái wrapper, cái deep wrap và attribute ID. Submit. Complete. Content. Thì ta sẽ sử dụng một cái array. Đó là markup. Đóng span. Vâng, và ta sẽ xem. Xin lỗi, đây là các bạn thấy là nó đã có một cái thông báo ở đây. Thì ta sẽ lấy cái này để làm một cái pop up.
Bây giờ ta sẽ viết cái JavaScript trả trả về, đó là command Isaac, command invoke. Ở đây là cái hàm Isaac command invoke này nó sẽ trả về một cái Isaac mà đầu tiên thì ta sẽ truyền vào cái ID, đó là submit complete, cái ID của cái div, và sau đó là cái hàm. Thì các bạn thấy là bbop này nó sẽ sử dụng là element nó chấm với lại cái bbop up. Thì ở đây element của chúng ta đó là cái ID này, và bbop up ta sẽ bỏ nó vào đây. Sau đó thì ta sẽ return command chúng ta sẽ xem. Tên, email, chủ đề, nội dung, email.com. Còn thiếu gì sao nó không chạy cơ? Xin lỗi các bạn, là nó bị sai ở đây, đó là ID, chỗ này ID nó sẽ không có dấu thăng, và các bạn thấy là nó ở đây thì khi mà ta để dấu thăng vào đây thì nó bị sai, cái ID này nó có dấu thăng, thì đây là cái lỗi, sorry các bạn. Vậy là ta sẽ chạy lại. Và cái bookup của chúng ta nó đã chạy rồi, thì ở đây nó chưa có CSS cho nên là nó sẽ không chưa có thấy gì hết. Ta sẽ thêm cái CSS vào cho nó. Ta sẽ sử dụng cái hàm đó là trouble s CSS. Đây thì ta sẽ có file là .css, thì file nãy tôi đã tạo rồi, đây ta sẽ cho nó vào header. Đây. Ở đây ta sẽ viết cái server CSS cho nó.
chạy lung tung thế này. Padding 20. Tôi sẽ viết ở trên đây ha, cho các bạn dễ thấy. Đó là padding 20 pixel. Background white, color là 2B91AF và font size là 30 pixel. Bond đây các bạn thấy là nó sẽ có một cái nút tắt nữa, thì tôi sẽ thêm cái nút tắt này vào. Close sẽ chọn đến sẽ là array makeup. Tôi sẽ copy các bạn thấy là nó có một cái dấu ích ở đây rồi. Ta sẽ tận dụng tối đa, ta sẽ lấy luôn cái JavaScript của cái thằng Bebop, CSS của thằng Bebop. Cho nó không an toàn. Có lẽ là do nó khét. Thì ta sẽ chỉnh nó lại một tí xíu, đó là background là cái màu 2B91AF và color là white. Padding là 5 pixel, 5 pixel và 2 pixel và font
Bonsai. Ở đây nó có rồi. 21 pixel cho nó thịt sụt lên một tí xíu. Ok. Thì như vậy các bạn thấy là mình đã tạo xong một cái form Isaac, và ta cũng tìm hiểu được là cái sử dụng cái Isaac trả về Isaac command invoke. Thì ở đây thì có một cái cursor nữa. Ở đây nó vẫn còn hiện ra, thì lúc đầu thì ta sẽ cho nó ẩn đi, sau đó thì nó sẽ hiện lên. Đây ta sẽ vào cái phần attribute style. Vâng, và nó đã được ẩn đi rồi. Các bạn thấy là phần Isaac form này nó cũng có vẻ là dễ. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở cái trên trang rubo.org. Có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây. Chúc các bạn thành công. Và mình sẽ share cái shortcode này lên trên web của mình, thì các bạn có thể download về và tham khảo. Tạm biệt các bạn.